Tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao, văn hóa, giải trí. Hôm nay đã diễn ra chặng 8 vòng quanh tỉnh Quảng Nam có chiều dài 179 km của giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen lần thứ tư, được Đài Truyền hình Việt Nam đứng ra tổ chức. Không ngoài dự đoán, sau những cuộc đua tranh kịch tính, tay đua lừng danh Loic Desriac đã giành chiếc áo vàng chung cuộc. Chặng đua bắt đầu với rất nhiều toán tính về chiến thuật giữa các đội, khiến đoàn đua đi cùng nhau một tốp đông trong suốt 40 km trước khi một nhóm các tay đua quyết định bước lên. Tuy nhiên, những tay đua xuất sắc nhất, trong đó có Loic Desriac, vẫn nằm lại tốp 2. Khoảng cách giữa hai tốp có lúc lên tới hơn 5 phút. Càng về cuối, cuộc đua càng diễn ra kịch tính và hấp dẫn hơn khi khoảng cách liên tục được rút ngắn. Và tới 10 km cuối cùng, tốp 1 đã bị tốp 2 bắt kịp và cùng kéo nhau về đích. Kết quả, tay đua về nhất ở chặng 8 là Jordan Para của ByLife Đồng Nai. Đây cũng chính là người giành áo xanh chung cuộc. Trong khi đó, Loic Desriac cũng bảo vệ thành công chiếc áo vàng chung cuộc khi về đích trong nhóm đầu. Tại gala trao giải vừa được tổ chức trang trọng chiều nay, Loic Desriac đã chính thức mặc chiếc áo vàng của giải. Khoảnh khắc tôn vinh tay đua người Pháp này cùng các đồng đội ở ByLife Đồng Nai cũng đã chính thức khép lại VTV Cúp Tôn Hoa Sen lần thứ tư thành công tốt đẹp, với nhiều ấn tượng cả về chuyên môn lẫn khâu tổ chức. Ban tổ chức xin cảm ơn.